hoàng đế Messi đã tìm ra người thừa kế. Khi được hỏi về việc Barca có mua thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, huấn luyện viên Quique Setién từng lắc đầu từ chối. Chiến lược gia 61 tuổi cho biết ông hài lòng với những gì mình đang có và khẳng định sự trở lại sắp tới của Ousmane Dembélé sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của đội bóng xứ Catalonia. Nhưng cho trận tiếp Levante, Dembélé vẫn chưa thể trở lại, trong khi một tiền đạo người Pháp khác là Anthony Griezmann, người đã ghi 3 bàn trong 3 trận trước đó, cũng hoàn toàn im tiếng. Bất chấp điều đó, Barca vẫn giành được chiến thắng và cầu thủ sắm vai người hùng tại Nou Camp rạng sáng qua bất ngờ lại là Ansu Fati. Tiền đạo trẻ này từng khiến các Hullers phát sốt ở giai đoạn đầu mùa với màn ra mắt rực rỡ hệt như một ngôi sao băng. Sau đó, Fati bắt đầu chững lại và trước trận gặp Levante, lần gần nhất cầu thủ gốc Guinea-Bissau đổ súng cho Barca là trận gặp Inter ở Champions League ngày 10 tháng 12 năm 2019. Nhưng trước Levante, anh lại bùng nổ dữ dội. Fati mở tỷ số cho Barca với một pha bứt tốc cực nhanh rồi sâu kim Aitor Fernandez. Gần như ngay sau đó, lại là Fati tung cú sút trong vòng cấm hạ gục thủ thành của Levante. Tất cả chỉ diễn ra trong 104 giây và tác giả của hai đường kiến tạo không phải ai khác ngoài Messi. Với cú đúp này, Fati đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử lập được cú đúp ở La Liga khi mới 17 tuổi 94 ngày, xô đổ kỷ lục 17 tuổi 115 ngày mà Jaume Jiménez của Malaga xác lập năm 2010. Và Messi cũng trở thành cầu thủ Barca có cú đúp kiến tạo nhanh nhất cho một đồng đội kể từ khi chính anh ghi hai bàn từ hai đường chuyền trong 103 giây của Dani Alves ở trận gặp Hercules ngày 29 tháng 1 năm 2011. Nhưng tạm quên những kỷ lục, điều khiến các Hullers vui nhất là Barca lại thiết lập một mối liên kết chặt chẽ trên hàng công. Trong giai đoạn thống trị La Liga và cả châu Âu, một trong những bài tủ của đội bóng xứ Catalonia là để Messi đá lùi nhằm tận dụng khả năng quan sát cùng những đường chuyền siêu hạng của Leo. Chỉ cần các tiền đạo cánh đánh chiếm được những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương, gần như chắc chắn họ sẽ nhận được bóng từ cầu thủ người Argentina. Điều này từng xảy ra với Pedro, David Villa, Neymar và giờ nó đang lặp lại với Fati. Khi những chấn thương đang ngăn cản Dembélé tìm lại phong độ đỉnh cao, còn Griezmann vẫn có phần lạc điệu, sự ăn ý giữa Messi với Fati sẽ là thứ vũ khí đáng gờm của Barca. Cầu thủ người Argentina vẫn đang là vị vua không gai của Barca, với tầm ảnh hưởng bao trùm cả đội bóng. Nhưng hoàng đế Leo giờ đã không còn đơn độc nữa, vì với Fati, anh tìm ra người kế nhiệm. MU tụt lại quá xa so với Man City, Liverpool. Edu Gudjohnsen, cựu tiền đạo Chelsea nhận xét: "Tôi nghĩ không còn chân sút hàng đầu nào muốn gia nhập Man United lúc này." Với chấn thương của Rashford, huấn luyện viên Ole Gunnar cần tiền đạo giỏi để gánh vác hàng công. Do đó, việc Man United ký hợp đồng với Odion Diallo, cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc, khiến nhiều người bất ngờ. Quỷ đỏ có những mục tiêu như Erling Haaland, Edinson Cavani, Joshua King nhưng không thể chiêu mộ. Điều đó chứng tỏ vị thế của Man United trên thị trường chuyển nhượng giờ đã khác. Ngoài Gudjohnsen, cựu tiền đạo khác của Chelsea là Jimmy Floyd Hasselbank cũng đưa ra đánh giá về Man United qua thương vụ Ihalo. Ihalo quả là một cầu thủ may mắn, anh ta rời châu Âu để thi đấu tại Trung Quốc và cũng chẳng được ai để mắt tới trong khoảng thời gian chơi cho Watford. Giờ đây anh ta khoác áo Man United. Điều đó cho thấy Man United tụt lại quá xa so với các đối thủ như Man City, Liverpool hay thậm chí là Chelsea. Họ sẽ còn nhiều việc phải làm. Họ biết rõ đội bóng cần tiền đạo sau khi Alexis Sanchez và Romelu Lukaku chuyển sang Inter Milan. Man United cần những tiền đạo như Danny Ings hay Raul Jimenez. Sky Sports dẫn lời Hasselbank. Ở trận hòa 0-0 trước Wolves trên sân Old Trafford, Man United vẫn chưa tung Ihalo ra sân. Trong khi đó, tân binh khác là Bruno Fernandes đã được chơi trọn vẹn 90 phút. Thầy trò huấn luyện viên Solskjaer sẽ có kỳ nghỉ dài trước khi hành quân đến sân của Chelsea lúc 3 giờ ngày 18 tháng 2 theo giờ Hà Nội. Huấn luyện viên PSG: "Không có mâu thuẫn cá nhân giữa tôi và Mbappé." Chia sẻ với AS, huấn luyện viên Tuchel cho biết: "Không có mâu thuẫn cá nhân giữa tôi và Mbappé. Tôi biết cậu ấy không muốn bị thay ra, điều đó là bình thường. Song tôi cũng muốn dành vài phút cho những cầu thủ trên băng ghế dự bị. Tôi không nghĩ những gì xảy ra hôm đó sẽ khiến Mbappé rời câu lạc bộ. Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi và vẫn còn hợp đồng." Chiến lược gia người Đức nói thêm: "Tôi chắc chắn cả phòng thay đồ đều hiểu được quyết định của tôi. Trận đấu khi đó đã kết thúc, chúng tôi giành chiến thắng 5-0. Sợ hãi ư, tôi không đưa ra quyết định của mình với nỗi sợ hãi."
tiền đạo trẻ người Pháp đã có 22 pha lập công và 13 đường kiến tạo sau 25 lần ra sân mùa này. Không khó hiểu khi Mbappe khao khát được thi đấu để gia tăng thành tích ghi bàn. Song huấn luyện viên Tuchel cũng có cái lý của mình, bởi khi đó PSG đã nắm chắc chiến thắng và ông muốn giữ chân các trụ cột cho những trận đấu tới. PSG đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với 55 điểm, nhiều hơn đội đứng nhì Marseille 12 điểm. Tuy nhiên, đội chủ sân Parc des Princes còn 7 trận chưa đá trong tháng 2, bao gồm trận lượt đi vòng 16 đội quan trọng tại Champions League gặp Borussia Dortmund. Trong 3 mùa giải gần nhất, PSG đều bị loại khỏi Champions League ở vòng đấu này. Do đó, huấn luyện viên Tuchel buộc phải làm tất cả những gì có thể để giữ chân các ngôi sao, nhất là khi Neymar vừa dính chấn thương và chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận gặp Nantes tại vòng 23 Ligue 1. Hà Nội không để Hùng Dũng sang Marathon United. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ với VN Express hôm 3 tháng 2. Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ có chuyên môn và đạo đức tốt, nằm trong kế hoạch lâu dài của đội bóng. Sẽ không có chuyện chúng tôi để cậu ấy sang Thái Lan. Cuối tuần trước, truyền thông Thái Lan rộ lên thông tin Marathon United muốn mượn Đỗ Hùng Dũng một năm với mức phí 650.000 USD. Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định, Hà Nội chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ phía Marathon United. Đỗ Hùng Dũng vẫn tập trung tập luyện cùng câu lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải 2020. Marathon United rất quan tâm tới các tuyển thủ Việt Nam. Ngoài việc đang sở hữu thủ thành Đặng Văn Lâm, lãnh đạo đội bóng này từng sang Hà Nội đàm phán mượn Đoàn Văn Hậu nhưng bất thành. Theo truyền thông Thái Lan, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng đang nằm trong tầm ngắm của Marathon United. Hùng Dũng được coi là đóa hoa nở muộn của đội tuyển Việt Nam. Năm 2018, khi anh 25 tuổi mới được gọi lên đội tuyển, bằng lối đá cần cù, di chuyển không mệt mỏi, anh trở thành trụ cột nơi tuyến giữa trong mọi đội hình của huấn luyện viên Fonser. Hùng Dũng thi đấu đủ các trận, giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ngoài ra, khi được chọn làm một trong hai cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 30, anh cũng tỏa sáng để giúp đội nhà giành huy chương vàng. Mối lo kéo dài của huấn luyện viên Fonser về Đoàn Văn Hậu. Ở SEA Games 2019, Đoàn Văn Hậu là ngôi sao sáng bậc nhất, đóng góp công lớn bậc nhất giúp chúng ta lần đầu tiên vô địch Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Khả năng tấn công của Văn Hậu cực kỳ lợi hại, song khi phòng thủ cũng vô cùng cẩn mật. Nói không hoa, có Văn Hậu, huấn luyện viên Fonser như có hai người chơi bên hành lang cánh trái. Khi cánh trái mạnh mẽ ra sao ở SEA Games thì vì thiếu Văn Hậu, chúng ta tổn thất bấy nhiêu ở vòng chung kết U23 châu Á. Tất nhiên, có rất nhiều lý do khiến huấn luyện viên Fonser phải nhận thất bại lớn đầu tiên kể từ khi tới Việt Nam. Đấy là việc so với SEA Games, chúng ta không còn Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Là việc các đối thủ tầm châu lục dĩ nhiên mạnh hơn hẳn tầm Đông Nam Á, nhưng không thể phủ nhận, vắng Đoàn Văn Hậu cũng khiến đội yếu đi nhiều. Trên đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Fonser có nhiều hảo thủ hơn so với lứa trẻ U23. Nhưng đáng tiếc, để tìm một người thay thế tốt vị trí của Đoàn Văn Hậu vẫn là bất khả thi, bởi ngôi sao mới 20 tuổi này đang chứng tỏ mình quá đỗi ưu việt. Từ tháng 3 tới tháng 6, Việt Nam sẽ có 3 trận cực kỳ quan trọng ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á, World Cup 2022. Đây là các trận đấu thuộc lịch FIFA nên Văn Hậu dĩ nhiên có thể về nước chơi bóng. Nhưng vấn đề là Văn Hậu vẫn đang phải ngồi dự bị dài hạn ở Heerenveen. Tấm gương Công Phượng phải dự bị ở nước ngoài còn đó. Việc không được thi đấu thường xuyên khiến ngôi sao xứ nghệ mất cảm giác bóng, sa sút phong độ trầm trọng. Thời gian qua, Văn Hậu cũng không được Heerenveen cho thi đấu nhiều, tính cả đá tập và giao hữu, nhưng vẫn khá thường xuyên về nước chơi bóng. Điều này phần nào giúp Văn Hậu vẫn duy trì được phong độ, thậm chí còn tiến bộ nhờ tập luyện ở môi trường mới hiện đại hơn. Nhưng nếu trong những tháng tiếp theo, Văn Hậu không được Heerenveen cho ra sân mà cũng rất ít khi về Việt Nam thi đấu, thì dù có tập luyện ở môi trường Hà Lan, khả năng mất cảm giác bóng cũng rất lớn. Khi đó, dù có Văn Hậu trong đội, nhưng nếu phong độ ngôi sao này suy giảm, sẽ là rất đáng lo cho huấn luyện viên Fonser. AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nên các câu lạc bộ có quyền không nhả người về thi đấu, thậm chí kể cả khi đang trong kỳ nghỉ. Heerenveen có điều khoản mua Đức Văn Hậu sau một năm mượn từ Hà Nội FC. Mà kể cả trong trường hợp Heerenveen không mua Văn Hậu, có khả năng Hà Nội FC sẽ tiếp tục để ngôi sao này xuất ngoại. Khi đó, huấn luyện viên Fonser có thể không gọi được Văn Hậu về đá AFF Cup 2020. Kể từ khi biết tin Văn Hậu sang Hà Lan vào giai đoạn cuối 2019, huấn luyện viên Fonser đã tìm cách đấu tranh để gọi được cậu học trò cưng về nước thi đấu càng nhiều càng tốt. Nhưng có lẽ song song với nỗ lực gọi Văn Hậu, thầy Park sẽ cần tìm và sàng lọc thêm nhiều nhân tố đủ sức thay thế anh.
xuất ngoại cầu thủ là con đường tất yếu để phát triển của các nền bóng đá còn yếu kém, nhưng đi kèm theo đó là những vấn đề khó khăn khác mà chúng ta sẽ buộc phải tìm cách làm quen cũng như chấp nhận.